Khẩu trang màu đen thì sẽ có tác dụng chống nắng và bảo vệ da tốt hơn so với khẩu trang sáng màu. Khi mà tôi chia sẻ ý này thì có rất nhiều bạn cũng đã nói lại với tôi rằng em tưởng cái khẩu trang màu đen thì nó bắt nắng nhiều hơn và nó làm cho mình có cảm giác nóng khi mà mình mặc đồ màu đen. Thì tôi rất là đồng ý với quan điểm của các bạn, đó là những cái đồ mà chúng ta mặc màu đen á, vải màu đen á, nó sẽ bắt nắng rất là mạnh và nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác nóng. Nguyên nhân ở đây đó chính là những cái vải màu đen thì nó sẽ bắt giữ được các cái tia UV, các tia ánh sáng từ ánh sáng nhìn thấy, ánh sáng hồng ngoại, ánh sáng tử ngoại thì sẽ hấp thu vào trong tấm vải đó và sẽ chuyển thành nhiệt năng, và chính cái nhiệt này nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác nóng. Tuy nhiên thì cái nhiệt này nó lại không làm tổn thương da mà chỉ có những tia sáng mà trực tiếp đi tới da, ví dụ như tia tử ngoại, tia hồng ngoại hay là tia ánh sáng nhìn thấy trực tiếp chiếu lên trên da thì nó mới làm cho da chúng ta dễ bị tổn thương, dễ bị sạm, bị nám và bị tàn nhang. Và khi mà chúng ta đeo khẩu trang mà vải màu đen thì chính cái khẩu trang này nó đã giúp cho việc hấp thu tia hồng ngoại, tia tử ngoại vào trong đó rồi, và nó ngăn cản tia sáng này nó không đi tới da của mình, thì nó sẽ giúp cho bảo vệ cái da của chúng ta rất là an toàn. Còn đối với những khẩu trang sáng màu thì nó sẽ vẫn cho một phần lớn những tia sáng xuyên qua, đặc biệt là tia tử ngoại, nó sẽ đi tới da của chúng ta, thì chúng ta nên chọn khẩu trang màu đen khi đi ra ngoài để bảo vệ da chúng ta được an toàn nhất.